Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi trả lời cho quý vị và các bạn một cái câu hỏi nhỏ lắm. Việt kiều không ở Việt Nam có khởi kiện được hay không? Đối với quý vị và các bạn, mình không ở Việt Nam mình khởi kiện được không? Thưa quý vị và các bạn, câu trả lời cho cái câu hỏi đó là được. Và hiện tại đây là một cái bản án của một cái cô Việt kiều khởi kiện ở Việt Nam. Câu chuyện tôi sẽ kể cho quý vị và các bạn nghe trong những cái lần sau. Hôm nay tôi sẽ nói về cái câu chuyện là tôi có một người bạn, họ có một cái phần đất. Khi mà hồi đó họ ở Việt Nam họ mua, rồi trong cái quá trình mà họ lấy chồng nước ngoài thì họ đi, nhưng mà họ để cho người thân trong gia đình đứng tên. Khổ lắm, người thân trong gia đình. Hồi đó thì chị em thuận thảo không nói gì. Bây giờ thì cô này cổ lại có gia đình. Và các bạn biết không, thêm người thì thêm ý. Và anh chồng mới bàn bạc rằng thôi, mượn tạm cái sổ của người Việt kiều đi thế chấp làm ăn. Thật ra ý ban đầu họ tốt, họ chỉ mượn và họ sử dụng cái vốn vay đó để họ làm một cái công việc nào đó. Tuy nhiên quý vị và các bạn biết rồi, làm ăn không hiệu quả, gốc mất, nhà thì chuẩn bị mất, anh chồng thì bye bye, người vợ để lại. Và bây giờ thì trong một cái tình trạng gọi là tiến không được, lùi cũng không xong. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mặc dầu đứng tên của người chị, người bạn ở Việt Nam, tuy nhiên thực chất toàn bộ nhà và đất là của người Việt kiều. Chị bảo tôi rằng sao thôi. Tôi hỏi sao là sao chị? Bây giờ chị phải làm sao? Thì bây giờ chị về mặt trung thực mà nói, những cái gì của chị lấy. Cho dù có khó khăn gian khổ, kim chỉ nam của tôi trong một cái cuộc sống nó là như vậy. Cái gì của mình lấy. Mình không, mình lấy và mình sẽ cố gắng giữ lấy bằng chính cái sức mồ hôi, lao động của mình đổ ra. Cái chị người bạn đứng tên ở Việt Nam thì chị cũng không có kiến thức. Thì Việt kiều thì họ bảo rằng là thực sự ra bây giờ mà để trả cho ngân hàng một cái số tiền cũng khoảng giá trị khoảng 1/3 cái phần nhà và đất của chị. Nhưng mà bây giờ mà để chuyển tiền về mà giải quyết tận ngọn tận gốc để yêu cầu bà này trả lại nhà thì nó cũng lại không được, vì toàn bộ gia đình ở nước ngoài hết, không còn ai ở Việt Nam. Mà bây giờ chuyển thẳng tiền cho chị này thì là xin thưa rằng là thêm một lần nữa là mất uy tín. Thì tôi mới bảo với chị rằng là nếu chị tin tưởng thì hãy làm một cái hợp đồng với bất kỳ một cái văn phòng luật sư nào đó. Và trong cái hợp đồng này ghi rất là rõ là giúp chị chuyển cái số tiền này để trả nợ cho ngân hàng. Còn nếu trong trường hợp mà chị không đồng ý cái phương án tiền nợ của ai không phải nợ của tôi, thì chúng ta sẽ khởi kiện ở tòa án. Và luật sư hoặc một người nào đó trong văn phòng luật sư sẽ giúp chị đi với tư cách đại diện ủy quyền. Đây là một cái văn bản mà tôi đi đại diện ủy quyền cho một Việt kiều, đã có một cái kết quả theo cái ý của chị. Thưa quý vị và các bạn, nói một chút về ủy quyền. Ủy quyền là gì?
ủy quyền là nhân danh và làm việc, có thể có thù lao hoặc không có thù lao. Chị người nước ngoài chỉ đến đại sứ quán hoặc lãnh sự quán lập một cái văn bản ủy quyền theo cái giấy tờ của tòa án. Tôi là A, tôi sẽ ủy quyền cho bà Thu Phạm Vi tham dự các cấp của tòa án và được quyền quyết định với tư cách là người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Nói nhỏ nha, tôi chỉ đi thôi, còn cái kết quả thắng, cái kết quả thua, cái kết quả của cái một vụ việc đó là do chị. Như vậy đã trả lời một cái câu hỏi rất là rõ với lại quý Việt Kiều rằng nếu quý vị và các bạn có một cái vụ tranh chấp ở Việt Nam mà quý vị và các bạn nói rằng là trời ơi tôi đang làm mà ở bển thu nhập nó cũng không cao, mà bây giờ một cái vụ kiện mà mỗi lần tòa mồi tôi lại phải bay về Việt Nam rồi lại đi, rồi tiếp theo á, là tòa mời tôi lại bay về Việt Nam thì bị chi một năm là chắc tôi bay về 5 lần, chắc tôi nghèo luôn. Không phải quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có hai cách. Một là quý vị và các bạn sẽ ủy quyền ở lãnh sự quán hay đại sứ quán thông qua cái giấy triệu tập của tòa án. Hai là quý vị và các bạn thôi đi về nhà để mình coi cái sự việc ở Việt Nam giải quyết tranh chấp như thế nào, và mình đến một cái văn phòng công chứng bất kỳ để ủy quyền cho một người nào đó. Sẵn nhân tiện nói luôn, không phải cần thiết phải ủy quyền cho luật sư, ủy quyền cho những người nhà của mình, bất cứ người nào cũng được, miễn rằng người đó đủ 18 tuổi và không có bị mất năng lực hành vi dân sự. Hai bên đi ra ủy quyền ở phòng công chứng rằng cái người được ủy quyền này là người Việt Nam, họ sẽ giúp một cái động tác gọi là nhân danh đại diện làm một công việc nào đó. Nhớ nha quý vị, ghi cái phạm vi ủy quyền ngắn thôi, đi tòa đừng có ủy quyền hết thì hình án, ủy quyền hết thì hình án hồi người ta lấy tiền rồi mình không biết như thế nào. Thưa quý vị và các bạn, câu trả lời của tôi đối với trong trường hợp là nếu quý vị và các bạn Việt Kiều có những cái vụ việc tranh chấp ở Việt Nam, nếu chúng ta không có thời gian, chúng ta không đủ không gian, không đủ sức lực để chúng ta đi tiếp một cái vụ kiện, thì chúng ta hãy sợt đến một cái văn phòng luật sư nào đó và thỏa thuận với họ, thứ nhất về hợp đồng, về thù lao của một cái vụ kiện tranh chấp, và sau đó là sẽ ủy quyền cho người của cái văn phòng sẽ giúp chúng ta. Và dĩ nhiên khi giúp thì văn phòng luật sư sẽ báo cáo tiến độ công việc. Thậm chí là bây giờ mình khỏi cần đến văn phòng luật sư, mình ủy quyền cho một người em ruột của mình, một người chị ruột của mình, và bắt đầu mình sẽ đứng từ xa điều khiển đúng hơn. Thưa quý vị và các bạn, với ước mong là dân ta phải biết luật ta, mà đặc biệt là cho một số anh chị em Việt Kiều đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, những cái điều cơ bản liên quan thiết thực như là kết hôn nè, như là ly hôn nè, như tranh chấp đất đai nè, di sản thừa kế, di chúc, và còn nhiều lắm những cái vấn đề khác liên quan đến những quy định của pháp luật Việt Nam. Hy vọng rằng video này mang lại thực tiễn đối với quý vị và các bạn.